Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1341. Kính thưa quý khán thính giả, nhân dịp đầu năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt anh chị em Đài truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Thảm sát trường trung học tại Parkland, Florida dấy lên tranh cãi về súng ống. Tin về thủ phạm vụ nổ súng tại trường trung học tiểu bang Florida. Thượng viện bác các dự luật di trú sau khi Trump dọa phủ quyết. Tổng thống Trump sẵn sàng tăng thuế xăng dầu. Nhật Bản e ngại dự án con đường tơ lụa vùng Bắc Cực của Trung Cộng. Nga tố cáo Mỹ oanh kích, giết 5 công dân Nga ở Syria. Đại sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ kêu gọi Mỹ Hoa tránh đối đầu. Sau cùng là tin thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Shaun White đạt huy chương vàng môn ván trượt. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm trong lời phát biểu rất nghiêm trọng và sự quan tâm đặc biệt sau vụ nổ súng làm chết người ở tiểu bang Florida, thể hiện cảnh tượng bạo lực khủng khiếp, hận thù và tàn ác, và hứa sẽ giải quyết vấn nạn khó khăn liên quan tình trạng sức khỏe và tâm thần, nhưng ông không nhắc gì đến súng ống. Phát biểu chậm rãi và từ tốn từ phòng ngoại giao của Tòa Bạch Ốc, ông tìm cách trấn an người dân trên toàn quốc đang bàng hoàng, cũng như các gia đình học sinh và những người sống sót. Tất cả chúng ta đều là cùng một đại gia đình và nỗi đau khổ của các bạn cũng là thống khổ của chúng tôi, ông Trump nói. Không nên để một học sinh nào, một giáo viên nào đối mặt với nguy hiểm trên học đường Mỹ. Ông Trump, người sở hữu một câu lạc bộ tư nhân ở Palm Beach, Florida, cách thành phố Parkland nơi vụ nổ súng xảy ra 40 dặm. Hôm thứ Năm, nói ông đang có chương trình đến thăm cộng đồng đang gặp cảnh đau buồn này. Ông không trả lời những câu hỏi về súng ống được phóng viên đặt ra khi ông rời khỏi phòng. Phát biểu của Tổng thống được đưa ra một ngày sau khi một cựu học sinh nổ súng tại trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida với một khẩu súng trường AR-15 mà kẻ sát nhân đã chính thức mua tại Coral Springs, Florida, làm thiệt hại 17 người, tuổi từ 14 đến 49, gồm 9 nam giới, 8 nữ giới, đồng thời làm bị thương thêm 14 người khác. Vụ thảm sát xảy ra lúc 2 giờ 19 phút chiều thứ Tư ngày 14 tháng 2, cũng là ngày lễ tình nhân Valentine's Day. Đây là vụ nổ súng tại học đường gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ, kể từ khi một tay súng tấn công một trường tiểu học ở thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, cách đây hơn 5 năm. Tại Quốc hội, những chia rẽ thường thấy về luật liên quan tới súng ống vẫn diễn ra. Lãnh đạo thiểu số dân chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi nói trong một thông cáo rằng đã đến lúc phải hành động. Quốc hội có trách nhiệm đạo đức là phải đưa ra hành động hợp lý để ngăn chặn thảm họa hàng ngày của tình trạng bạo lực, sử dụng súng ống trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Lãnh đạo đa số Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell lên tiếng, thế là quá đủ rồi. Tuy nhiên, ông không đề cập đến súng khi ông nói và cho biết Thượng viện sẽ cử hành một phút mặc niệm vào buổi trưa. Vụ bạo lực vô nghĩa, tàn bạo đó là vô lương tâm. Nói như vậy là hãy còn nhẹ, ông nói tiếp. Trước khi trở thành ứng cử viên tổng thống, ông Trump có lúc từng ủng hộ một số đề nghị hạn chế súng nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, vào đầu nhiệm kỳ, ông nói với Hiệp hội Súng Quốc gia rằng ông là bạn và là người ủng hộ của họ. Ông đã ký một nghị quyết được thông qua bởi Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát để chặn lại một quy định thời Tổng thống Obama đã được vạch ra, mục đích để ngăn súng rơi vào tay của một số người mắc bệnh tâm thần. Ông Trump hôm thứ Năm ca ngợi các giáo viên và những người cấp cứu đầu tiên. Ông cũng cam kết chính quyền của ông sẽ làm việc với giới chức cấp tiểu bang và cấp địa phương để cải thiện an toàn trường học và giải quyết vấn đề khó khăn là sức khỏe tâm thần. Ông Trump không phát biểu công khai ngay sau khi vụ nổ súng. Sáng thứ Năm, ông lên Twitter phát biểu ý kiến, gọi thủ phạm là kẻ tâm thần bất ổn, và nhấn mạnh điều quan trọng là phải báo cáo những trường hợp như thế cho các nhà chức trách một cách liên tục.
Ông tweet về vụ nổ súng hai lần hôm thứ Tư, gửi lời chia buồn và cho biết đã nói chuyện với thống đốc tiểu bang Florida. Tổng thống cũng ra một tuyên bố để tang các nạn nhân và ra lệnh treo cờ rủ tại các công sở của chính phủ trên toàn quốc. Tên Florida, thủ phạm là một cựu học sinh của trường, tên Nicholas Cruz, 19 tuổi, hiện đã bị câu lưu. Cảnh sát cho biết hung thủ sau khi gây án mạng đã giả làm học sinh, tìm cách trà trộn vào đám đông học sinh của trường đang tháo chạy bên ngoài, nhưng đã bị phát giác và bị bắt giữ. Theo thông tin từ sở cảnh sát, Nicolo Cruz trước đây đã bị đuổi khỏi trường vì vi phạm kỷ luật. Nicolo đã từng tham gia vào chương trình huấn luyện JROTC của trường, một chương trình huấn luyện quân sự cho học sinh khá phổ biến tại các trường trung học tại Hoa Kỳ. Vụ nổ súng xảy ra trước 3 giờ chiều, nạn nhân gồm có học sinh và người lớn. 12 người đã bị bắn chết bên trong tòa nhà, 2 người bị bắn chết ở ngoài, 1 bị chết trên đường cấp cứu và 2 người qua đời tại bệnh viện. Sau khi được tin, Tổng thống Trump đã gửi ra tin nhắn chia buồn cùng các gia đình nạn nhân. Tin Hoa thịnh đốn, Thượng viện Hoa Kỳ ngày 15 tháng 2 không xúc tiến được bất cứ dự luật nào để bảo vệ những người nhập cư gọi là Dreamer, không đạt đủ 60 biểu quyết thuận cần có đối với cả 4 dự luật đã đề ra, trong đó có một dự luật được Tổng thống Donald Trump ủng hộ và 2 dự luật của lưỡng đảng. Một loạt các cuộc biểu quyết được đưa ra sau khi ông Trump đã kích đề nghị hàng đầu của lưỡng đảng là một thảm họa hoàn toàn và Tòa Bạch Ốc dọa sẽ phủ quyết dự luật vốn được cho là có nhiều cơ may nhất vượt qua được một thượng viện đang ở trong tình trạng bị chia rẽ trầm trọng. Kết quả này kết thúc một tuần thượng viện dành ra để cứu xét vấn đề di trú và khiến tương lai của 1.800.000 người trẻ tuổi được đưa qua Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ. Càng thêm bất định, trước đó họ đã được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo một chương trình được ban hành dưới thời Tổng thống Obama mà ông Trump đã ra lệnh đến ngày 5 tháng 3 là phải chấm dứt. Dự luật được ông Trump hậu thuẫn đã nhận được rất ít sự ủng hộ, nhất trong số cả 4 dự luật, khiến phe Dân Chủ phàn nàn rằng lối tiếp xúc làm việc không thỏa hiệp của Tổng thống đang đánh chìm các nỗ lực lưỡng đảng trong Quốc hội. Ông Trump nói rằng bất kỳ dự luật nhập cư nào nhằm bảo vệ các Dreamer cũng phải bao gồm ngân quỹ để xây dựng bức tường biên giới với Mexico, kết thúc chương trình sổ số visa và áp đặt những hạn chế lên visa cấp cho gia đình của những người nhập cư hợp pháp. Ông trước đó kêu gọi ủng hộ một dự luật của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley, nhưng dự luật đó chỉ có 39 người ủng hộ. Cuộc biểu quyết này là bằng chứng cho thấy kế hoạch của Tổng thống Trump sẽ không bao giờ trở thành luật. Nếu Tổng thống Trump ngừng đánh chìm các nỗ lực lưỡng đảng, một dự luật tốt sẽ thông qua được. Lãnh đạo thiểu số dân chủ Chuck Schumer nói, dự luật lưỡng đảng dẫn đầu được soạn thảo bởi một nhóm do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins lãnh đạo, lẽ ra sẽ bảo vệ những Dreamer và cũng bao gồm ngân khoản trị giá 25 tỷ đô la để tăng cường an ninh biên giới và thậm chí có thể xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà ông Trump đã hứa hẹn từ lâu. Nhưng Tòa Bạch Ốc chỉ trích dự luật này, cho rằng nó sẽ làm suy yếu việc thi hành luật hiện hành và sẽ tạo điều kiện cho người nhập cư bất hợp pháp tràn vào. Bộ An ninh Nội địa và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cũng đã đả kích dự luật này. Cuối cùng, dự luật không thông qua được trong cuộc biểu quyết với tỷ số 54-45. Một dự luật hạn hẹp hơn chỉ tập trung vào những Dreamer và an ninh biên giới của Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain và Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons đề nghị đã thất bại trong cuộc biểu quyết với tỷ số 52-47. Một dự luật thứ tư tập trung vào việc trừng phạt các thành phố có di dân bất hợp pháp ẩn náu, không hợp tác với nỗ lực chấp hành luật di trú của liên bang, cũng không giành đủ 60 phiếu biểu quyết thuận. Tin Hoa thịnh đốn, hôm 14 tháng 2, Tổng thống Trump phát ra tín hiệu cho thấy ông sẵn sàng tăng thuế xăng dầu lên 25 cent một gallon để giúp chi trả cho đề nghị xây dựng hạ tầng cơ sở của ông. Theo dân biểu Dân chủ Tom Cooper của tiểu bang Delaware, tại buổi họp với các nhà lập pháp ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống nói ông sẵn sàng cung cấp sự lãnh đạo cho việc tăng thuế xăng dầu để hoàn thiện đường xá và cầu cống ở Hoa Kỳ. Là người ủng hộ việc xây dựng hạ tầng cơ sở, ông Cooper nói ý kiến của Tổng thống khiến ông ngạc nhiên. Trong buổi họp, Tổng thống không chỉ nói một lần mà nói nhiều lần với việc tăng 25 cent một gallon.
Trang mạng Axios là nơi đầu tiên đăng tin này. Bản tin cho biết hôm thứ Hai, Tòa Bạch Ốc công bố một đề nghị là chính phủ của ông Trump sẽ sử dụng khoản đầu tư liên bang trị giá 200 tỷ Mỹ Kim để thúc đẩy hơn 1.000 tỷ tiền quỹ từ các ngân sách tư nhân và công cộng để chi trả cho việc cải thiện hạ tầng cơ sở. Đề nghị của Tòa Bạch Ốc không nói gì về việc chính phủ ông Trump sẽ làm đối với quỹ ủy thác đường xa lộ, là nơi tài trợ hầu hết các dự án về đường xá thông qua thuế xăng dầu. Quỹ ủy thác này sẽ chấm dứt vào năm 2021. Tuy nhiên, theo các nhóm bảo thủ, bất cứ việc tăng thuế nào trong năm nay cũng sẽ mang lại rủi ro chính trị cho thành viên quốc hội, vì năm nay là năm bầu cử. Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về cuộc họp của Tổng thống, chỉ nói rằng tất cả đều đặt trên bàn thảo luận. Tin Tokyo, Nhật Bản. Trung Cộng đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ đối với nhiều vùng thuộc Bắc Băng Dương và có thể đưa thêm nhiều chiến hạm tới các vùng biển gần Nhật Bản. Trong một hành động được giới phân tích cho là khá tương tự với chiến thuật mà Bắc Kinh đã dùng để chiếm lấy các quần đảo trong vùng tranh chấp trên Biển Đông. Vào tháng Giêng năm nay, chính phủ Trung Cộng lần đầu tiên công bố bạch thư tiết lộ kế hoạch hoạt động tại Bắc Cực và ý muốn các vai trò lớn hơn trong các vấn đề liên quan đến khu vực này. Với tư cách là một quốc gia gần Bắc Cực, bạch thư nói rằng Trung Cộng hy vọng được hợp tác với các nước phương Bắc khác để cùng xây dựng một con đường tơ lụa vùng Bắc Cực, giúp cho sự giao dịch và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Trung Cộng cũng tuyên bố nước này sẽ sử dụng các tài nguyên ở Bắc Cực để phục vụ lợi ích riêng của quốc gia, bao gồm việc tìm con đường biển mới để đến châu Âu, đánh cá, khai thác dầu, khí đốt và phát triển du lịch. Giới quan sát tại Nhật cho rằng Trung Cộng lâu nay đã muốn sử dụng Bắc Băng Dương cho mục đích quân sự. Trung Cộng luôn nói về các cơ hội phát triển kinh tế, tuy nhiên mọi quyết định của Bắc Kinh đều ngầm chứa các kế hoạch quân sự. Một nhà phân tích nói sẽ rất ngây thơ nếu tin rằng Trung Cộng chỉ đơn thuần nhằm vào mục tiêu kinh tế, vì nước này đã từng dùng thủ đoạn tương tự để chiếm các đảo trên Biển Đông. Nhật cũng lo ngại rằng khi việc sử dụng các tuyến đường Bắc Cực tăng lên, Trung Cộng sẽ có thể điều động chiến hạm đến các eo biển Soya, Sukaru và Tsushima của Nhật. Tin tổng hợp, hôm thứ Năm ngày 15 tháng 2, Nga xác nhận có 5 người dân Nga đã bị tử thương trong vụ liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo tung ra vụ không kích ở Syria vào tuần trước. Trong một cuộc họp báo, Maria Zakharova, nữ phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, không có ai trong số các nạn nhân bị tử thương là quân nhân cả. Họ bị tử thương khi xảy ra vụ đụng độ ở phía đông tỉnh Deir ez-Zor vào ngày 7 tháng 2. Và Zakharova không mô tả các công dân Nga đã chết trong trường hợp nào, vì bà cho hay công cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Nhưng lời tố cáo của bà đồng nghĩa là những người Nga bị giết nằm trong lực lượng tấn công quân kháng chiến do Hoa Kỳ yểm trợ. Đây cũng là lần đầu tiên Nga và Mỹ đã đụng độ nhau trực tiếp trên chiến trường ở Syria, một tình huống mà cả Mạc Tư Khoa lẫn Washington đều cố gắng hết sức để tránh xảy ra. Trên chiến địa khá hỗn loạn, các lực lượng của Nga hỗ trợ cho chính phủ Syria chống lại các lực lượng kháng chiến, mà một số được Mỹ hậu thuẫn, dù cả hai bên cùng chiến đấu chống lại nhóm IS trong khu vực. Quân đội Mỹ cho biết họ vẫn liên lạc với quân đội Nga trước và sau khi vụ không kích vào ngày 7 tháng 2 xảy ra, còn Bộ Quốc phòng Nga nhất định bảo quân đội Nga không dính líu vào, chỉ nói ngoài số người bị chết, còn có 25 tình nguyện viên người Nga khác bị thương sau khi Mỹ oanh kích. Tin Bắc Kinh, truyền thông Trung Cộng hôm nay, ngày 15 tháng 2, dẫn lời tuyên bố của đại sứ Trung Cộng tại Washington, nói rằng sẽ hết sức nguy hiểm nếu thúc đẩy một cuộc đối đầu trong lĩnh vực ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, và tin tưởng rằng Trung Cộng sẽ thay đổi nền chính trị. Tuyên bố tại buổi khoản đãi nhân dịp đầu năm âm lịch, đại sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ Hui Tian-kai nói rằng trong khi hai nước còn bất đồng trong nhiều lĩnh vực, nhưng điều quan trọng là lợi ích chung của cả hai bên vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Cộng dẫn lời ông Hui nói rằng Hoa Kỳ và Trung Cộng chỉ nên cạnh tranh lành mạnh, nếu cần thiết phải cạnh tranh và không nên đối đầu. Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Cross và Giám đốc Á Châu sự vụ của Hội đồng An ninh Quốc gia Matt Pottinger cùng tham dự sự kiện trên. Trong chuyến công du Trung Cộng khá thành công hồi năm ngoái,
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lặp lại lời đe dọa sẽ đối phó cứng rắn với chính sách thương mại của Trung Cộng mà ông cho là bất bình đẳng và kêu gọi Trung Cộng nên tăng cường hành động để kiềm chế tham vọng vũ khí hạt nhân của quốc gia láng giềng Bắc Hàn. Hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats cảnh báo rằng khả năng tấn công và hoạt động gián điệp trên mạng của Trung Cộng sẽ được sử dụng như là phương tiện ưu tiên yểm trợ cho khu vực kinh tế và an ninh quốc gia của họ. Tin tổng hợp, vận động viên Mỹ Shaun White hôm thứ Tư ngày 14 tháng 2 đã xuất sắc giành chiếc huy chương vàng thứ ba trong sự nghiệp Thế vận hội của Anh ở môn ván trượt tuyết lòng máng bằng pha biểu diễn ngoạn mục tại Thế vận hội Pyeongchang, Nam Hàn. Bước vào lần trượt thứ ba trong cuộc tranh tài tại sân đấu Phoenix Snow Park, White bị Ayumu Hirano của Nhật Bản dẫn điểm trước. Nhưng ngôi sao 31 tuổi của Mỹ đã thực hiện liên tiếp 3 pha bay vừa xoay người vừa lộn 360 độ 4 vòng trong môn ván trượt lòng máng này, gọi là 3 cú xoay lộn 1440 độ, vượt qua Hirano để đoạt chiếc huy chương vàng. Hirano đoạt huy chương bạc và Scotty James của Australia huy chương đồng. Huy chương vàng đầu tiên White đạt được là tại Thế vận hội Turin năm 2006 và lần thứ hai 4 năm sau đó tại Thế vận hội Vancouver. Ở Thế vận hội Sochi năm 2014, White thi đấu không thành công và không tiến vào được bục huy chương. Huy chương vàng tại Thế vận hội Pyeongchang của White còn đánh dấu chiếc huy chương vàng thứ 100 Mỹ đoạt được tại các Thế vận hội mùa đông. Trong các môn thi tranh giải khác tại Thế vận hội Pyeongchang hôm thứ Tư ngày 14 tháng 2, gió mạnh đã buộc ban tổ chức phải hoãn cuộc tranh tài môn trượt tuyết Alpine chữ chi bên nữ. Đây là cuộc thi thứ ba trong các chương trình của môn trượt tuyết Alpine bị hoãn vì thời tiết xấu. Môn thi trượt tuyết chữ chi bên nữ được dời sang đến thứ Sáu. Hôm thứ Hai trước đó, cuộc tranh tài chữ chi GS đã bị hoãn và dời sang thứ Năm. Tính đến thứ Sáu ngày 16 tháng 2, Đức đoạt được 9 huy chương vàng, 2 bạc, 4 đồng và Na Uy đạt được 6 huy chương vàng, 7 bạc, 5 đồng. Hoa Lan đạt được 5 huy chương vàng, 5 bạc, 2 đồng. Hoa Kỳ đoạt được 5 huy chương vàng, 1 bạc, 2 đồng. Kế đến là Gia Nã Đại đoạt được 4 huy chương vàng, 5 bạc, 4 đồng. Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả vào chương trình tuần tới. Xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031, số điện thoại 703-560-3300. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền trong nước Việt Nam đang kêu gọi bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nắm, và bà Trần Thị Nga chấp nhận ra nước ngoài tị nạn thay vì tiếp tục thi hành những bản án lần lượt là 10 và 9 năm trong lao tù cộng sản. Một thư ngỏ đề ngày 7 tháng 2 năm 2018 mang chữ ký của 26 người gồm những khuôn mặt tranh đấu cho nhân quyền được nhiều người viết như Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng, Lê Nguyên Bình, Phạm Trọng Khang, Trịnh Kim Tiến, Lã Việt Dũng, Võ Hồng Ly, Phạm Thanh Nghiên. Các nhà hoạt động này đánh giá cao sự cống hiến và hy sinh của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga. Họ xác định rằng trách nhiệm tranh đấu cho dân chủ thuộc về cả xã hội, chứ không thể chỉ dồn lên đôi vai của hai người phụ nữ.
không ai có quyền đòi hỏi hai người phụ nữ đều đang có con nhỏ phải hy sinh hàng chục năm của cuộc đời mình trong tù vì sự nghiệp chung. Những người ký tên trong thư xác viết rằng bây giờ là lúc mỗi cá nhân và tổ chức trong phong trào dân chủ phải chủ động hơn nữa để nhận lấy trách nhiệm đấu tranh, chấm dứt việc trông chờ vào một số ít người đi đầu. Họ đề nghị hai bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga hãy đón nhận cơ hội sống tại một quốc gia tự do nếu cơ hội này xảy đến. Mới đây nhất, nhạc sĩ Việt Khang đã chọn con đường sang Hoa Kỳ tị nạn. Trước đó, nhiều nhà hoạt động nổi tiếng như blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, bà Tạ Phong Tần, nhà báo Uyên Vũ, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng chọn giải pháp này. Trong buổi chào đón Việt Khang tại phi trường Los Angeles, blogger điếu cày có nói với phóng viên rằng người ở nước ngoài cũng có vai trò riêng của mình trong cuộc đấu tranh chung cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Một nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam, bà Phạm Đoan Trang vừa được tổ chức nhân quyền People in Need trao giải thưởng Homo Homini. Tên giải thưởng theo tiếng Latin có nghĩa là từ người đến người. Đây là một giải thưởng nhằm vinh danh những cá nhân có cống hiến cho sự phát triển về nhân quyền, dân chủ và giải pháp phi bạo lực cho xung đột chính trị. Trong thông báo của tổ chức có trụ sở tại Cộng hòa Séc hôm 13 tháng 2, Giám đốc Trung tâm cho Nhân quyền và Dân chủ của People in Need và Silva Horakova nhận định, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã tồi tệ hơn đáng kể, với hơn 20 người bị bắt giữ chỉ riêng trong năm qua. Bà Horakova nói, trong khi rất khó khăn để tiếp tục theo đuổi các giá trị dân chủ và bảo vệ nhân quyền trong một môi trường như vậy, thì bà Trang không bỏ cuộc, và đó là lý do bà xứng đáng với sự hỗ trợ tuyệt đối của tổ chức này. Khi hay tin được trao giải thưởng nhân quyền, bà Phạm Đoan Trang nói, khó có thể vui. Khi mình được trao một giải quốc tế về nhân quyền, chỉ dấu cho sự mất dân chủ và vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Việt Nam từng có 3 người nhận giải thưởng này vào năm 2002 là Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Linh Mục Thaddeus Nguyễn Văn Lý. Giải thưởng này hàng năm được trao tại buổi lễ khai mạc của Đại hội Phim Tài liệu Nhân quyền One World. Năm nay, giải thưởng sẽ được trao vào ngày 5 tháng 3 tại Great Crossroads, Cộng hòa Séc. Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, 40 tuổi, là tác giả cuốn sách chính trị bình dân nhằm giải thích các chủ đề chính trị bằng ngôn từ dễ hiểu cho người đọc thuộc mọi tầng lớp. Cuốn sách được bán qua trang mạng Amazon và đang gây lo lắng không ít cho nhà cầm quyền Việt Cộng sản Việt Nam. Mới đây, các cơ quan hải quan trong nước được lệnh thu giữ bất cứ cuốn chính trị bình dân nào lọt vào Việt Nam. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Cư Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ Sáu 16 tháng 2 2018, Dow Jones 25.219.38, Week Today cộng 4.25% và Year Today cộng 2.02%. Nasdaq 7.239.47, Week Today cộng 5.31% và Year Today cộng 4.87%. S&P 500 2.732.22, Week Today cộng 4.30% và Year Today cộng 2.19%. Giá vàng là 1.349 đô la 40 cent một ounce căn cứ vào thứ Sáu 16 tháng 2 2018. Giá dầu thô 61 đô la 61 cent một barrel căn cứ vào thứ Sáu 16 tháng 2 2018 và giá xăng là 2 đô la 544 một gallon căn cứ vào dữ kiện từ công ty Bacia AAA thứ Sáu 16 tháng 2 2018. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 0.8059 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu, căn cứ thứ Sáu 16 tháng 2, 2018. Tương đương với 0.7128 của đồng Anh Kim Anh Quốc. Tương đương với 6.34 đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc. Tương đương với 106.31 đồng yen của Nhật Bản. Và tương đương với 56.37 của đồng Ruble của Nga. Lãi suất mortgage. Theo công ty Freddie Mac, thứ Năm ngày 15 tháng 2, 2018, 30 năm cố định là 4.38%
và 15 năm cố định là 3.84%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 10 tháng 2 2018 có 230.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 7.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 154 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 3 tháng 2 2018, Mỹ có 1.942.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 15.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng Giêng 2018 đã cung cấp 200.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng Giêng vẫn ở mức 4.1%, thấp nhất trong 17 năm. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đi lên với vận tốc tương đối nhanh và biên độ tương đối lớn. Dow Jones đã tăng cộng 4.25%, Nasdaq tăng cộng 5.31% và S&P 500 tăng cộng 4.30%. Trong 5 ngày qua, chỉ số Dow Jones đã đi lên liên tiếp mỗi ngày. Thứ hai, Dow Jones đã tăng 410 điểm. Thứ ba, tăng 39.18 điểm. Thứ tư tăng 253 điểm, thứ năm tăng 307 điểm và thứ sáu tăng 19.01 điểm. Tổng cộng đã tăng cộng 4.25%. Cùng thời gian này, chỉ số Nasdaq đạt được cộng 5.31% và S&P 500 đạt được cộng 4.30%. Ở giờ phút này, giới đầu tư ở thị trường chứng khoán có thể thở ra nhẹ nhõm vì thị trường chứng khoán Mỹ đã ra khỏi lãnh địa của vùng điều chỉnh. Sở dĩ giới đầu tư không bị nao núng hay hốt hoảng vì kinh tế Mỹ hiện nay rất khỏe mạnh. Như chúng tôi đã khuyến cáo nhiều lần rằng giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng, rất nhạy cảm với những tin tức bên ngoài, nên không nhất thiết luôn luôn phản ánh trung thực tình trạng kinh tế của một quốc gia. Người đầu tư cần phải có khả năng chịu đựng lâu dài để có thể giảm thiểu những biến cố may rủi ngắn hạn, hầu có thể đạt được lợi nhuận tốt nhờ vào yếu tố chịu đựng lâu dài. Cùng ngày thứ Sáu 16 tháng 2, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 1.19%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 1.97%, Shanghai Composite tăng cộng 0.45%, London FTSE 100 tăng cộng 0.83% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.86%. Đồng đô la tuần này xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, với đồng Anh Kim của Anh Quốc, với đồng yen của Nhật, với đồng ruble của Nga, nhưng lại lên giá so với đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc. Giá dầu thô lên mức $61.61 một barrel. Giá xăng đi xuống so với tuần trước và đang ở mức $2.544 một galon. Giá vàng lên mức $1,349.40 một ounce hôm thứ Sáu 16 tháng 2. Thị trường địa ốc hiện nay là thị trường của người bán, seller market. Giá nhà tiếp tục đi lên và số nhà bán trở nên khan hiếm, không đủ thỏa mãn cho nhu cầu của người mua. Tổng thống Donald Trump vừa tiết lộ hôm thứ Hai 12 tháng 2 kế hoạch trùng tu hạ tầng cơ sở tại Mỹ với ngân sách dự trù là $1,500 tỷ, trong đó $200 tỷ đóng góp từ ngân sách liên bang. Công ty Sears chuyên bán hàng lẻ đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, có thể khó khắc phục. Hôm thứ Hai 12 tháng 2, Amazon tiết lộ quyết định bắt đầu sa thải hàng nhiều trăm nhân viên, phần lớn là nhân viên tại bộ chỉ huy tại Seattle và một số khác thuộc các nhóm công tác trên toàn cầu. Kinh tế Mỹ nói chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp, không bị ảnh hưởng đáng kể của những dao động chính trị tại Washington DC. Kinh tế thế giới. Công ty kỹ thuật Cisco cho biết đang di chuyển $67 tỷ tiền mặt của công ty ở ngoại quốc về lại Mỹ nhằm đáp ứng luật thuế vụ mới ban hành hồi cuối tháng 12 2017 của Tổng thống Donald Trump. Venezuela có nhiều dầu thô hơn bất cứ nước nào trên thế giới và kinh tế nước này tùy thuộc nặng nề vào dầu. Dầu thô chiếm 95% của nguồn xuất cảng của Venezuela. Nước này được cai trị bởi Tổng thống Nicolas Maduro theo xã hội chủ nghĩa. Kinh tế và hầu hết các
cơ cấu tổ chức xã hội hầu như bị tê liệt. Hoa Kỳ đang quan tâm đến tình trạng suy sụp của nước này và đang nghiên cứu việc áp dụng cấm vận chấm dứt việc mua bán dầu với Venezuela. Kính thưa quý khán thính giả, nhân dịp đầu năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Bản tin tổng kết kinh tế tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.